tôi xin giới thiệu đơn vị tham gia của thôn Hà An. Tên tôi là Đào Văn Tiến, tôi thường cống hiến lĩnh vực thể thao, tham gia phong trào Hà Đồng Văn Đức, rồi có trí thức là Nguyễn Thị Tân, lao động viên cần là Nguyễn Thị Sáu, động viên con cháu là Trần Thị Sinh, nắm bắt tình hình là Nguyễn Thị Lệ, nắm trong bắt bè là Hoàng Thị Hồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ra cảm ơn phần thi chào hỏi đến từ đơn vị Đôn Hà.